Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Pokemon. Hổm rày mình đi khám phá các thứ, bắt gặp rất là nhiều Pokemon khác nhau nhưng mà mình quên mất. Kiểu như là chụp những tấm hình để lưu làm kỷ niệm á. Thế nên hôm nay mình đã chợt nhớ ra cái điều này rồi. Mình sẽ chế tạo một cái máy ảnh để có gì mình còn chụp hình những Pokemon á. Lúc đó làm kỷ niệm đồ. Công thức làm một cái máy ảnh thì khá là rẻ thôi. Nó chỉ cần nút bấm, một ít aluminum, một cái đuốc redstone và một cái tấm thủy tinh. Những nguyên liệu này thì hầu như bây giờ là mình có thừa luôn rồi đó. Tấm thủy tinh thì một tấm ở đây. Rồi đuốc redstone ở đây có luôn. Chứ một cái nút thôi à. Rồi có nút. Đấy, vậy là chúng ta sẽ có được một cái máy ảnh á. Rồi, đã luôn. Tiếp theo thì mình sẽ đi chụp ảnh thử. Có máy ảnh là phải đi chụp ảnh thử liền. Và hôm nay mẫu ảnh của chúng ta là các em Necroma kết hợp với Sogaleo ha. Màu hồng nam tính. Chụp cái. Úi. Ủa? Ủa sao không chụp được nha? Hay là mình không có cuộn ảnh ta? Người nhà quê thiệt. Chế tạo máy ảnh không chế tạo phim lấy gì mà chụp ảnh được. Đây công thức nó là như vậy ha. Mình sẽ làm ra những cái phim máy ảnh trước. Rồi bây giờ mới chụp được nè. Đây. Mình sẽ kêu Necroma làm mẫu tiếp ha. Rồi tạo dáng đi em, tạo dáng đi. Rồi chụp nha. 1, 2, 3. Búp. Đấy. Có ảnh của Necroma liền rồi nè. Trời. Xịn thì cái này mình treo lên được luôn nha. Ví dụ như vậy đây, treo lên. Nó xịn sò liền. Đã. Ừ nha. Với cái máy ảnh này thì chắc bây giờ mình có thể kiểu như là chụp hình những Pokemon cổ đại rồi mình treo vô cái phòng trưng bày hóa thạch được. Hợp lý nè. Ví dụ nha, giờ thì... nhưng mà hóa thạch chim thì không có chụp ảnh được, quên mất. Vậy mình thử em nào mà mình có hồi sinh rồi đi nha. Cá thì cũng không được. Em này đi. Em này là Archen đúng không? Archen khi tiến hóa là sẽ thành Archeop á. Mình sẽ lấy Archeop ra. Đây, Archeop nè. Rồi. Sau đó mình sẽ chụp cho em kiểu ảnh nha. Rồi làm kiểu đi. Chụp nè. Đấy, xong rồi mình sẽ gắn cái ảnh của em ngay vị trí này. Ui. Ngay trên đầu được không nha? Gắn trên đầu đi. Đó, tượng trưng cho đây là hóa thạch của các em này. Ui, nhìn phát là mình phân biệt được hóa thạch nào của em nào luôn. Đây cũng là một cách khá là hay để chúng ta kiểu như là trang trí cho cái căn phòng trưng bày của mình ha. Được này, rồi bữa nay mình sẽ xách theo cái máy ảnh này đi chụp thiệt là nhiều Pokemon lạ luôn ha, nếu như mình gặp. Rồi trong làng thì hổm rày mình cũng rình, mình coi có ai giao nhiệm vụ màu đỏ, màu tím gì hay không. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa thấy có người cho nhiệm vụ đỏ ha. Có vẻ là tại vì mình chưa làm được những cái nhiệm vụ hiện tại nè, nên người ta không có chịu giao thêm nhiệm vụ ấy. Đây là Tabu Lé Lé. Kiểu như là những người vị thần canh gác của khu rừng ấy. Mình sống gần rừng mà. Gặp được Tabu Lé Lé thì chắc mình sẽ bắt luôn nhờ. Mình sẽ đưa những em Pokemon thiệt là trâu của mình vô để mình kiểu như là thu phục Tabu Lé Lé ha. Lý do mình đưa những em thiệt là trâu vô là tại vì Tabu Lé Lé thường là sẽ rất là khó bắt nha. Nói chung là những vị Pokemon vị thần canh gác của khu rừng thì hầu hết đều khó bắt thôi. Nên mình phải thủ sẵn tinh thần trước ha. Rồi, Pikachu đang cấu rỉa nè. Chắc mình sẽ bắt luôn ấy. Mình không dám tấn công thêm một đòn nữa tại vì mình sợ nhỡ đánh tấn công xong Tabu Lé Lé ngất xỉu luôn là không có bắt được. Và mình sẽ tung những cái quả. Bây giờ là buổi tối hả ta? Mình có nên thử Dust Ball không? Hôm nay mình rất là ít khi dùng Dust Ball luôn. Thử nhá. Ui. Quả đầu tiên là không được rồi nè. Ui mà quên, gần mình có cây đuốc mà. Dust Ball sẽ không hiệu quả đâu. Vậy thì sẽ đổi sang Fast Ball nha. Mấy vị thần canh gác khu rừng khá vậy chứ. Tốc độ cao lắm đấy. Thử coi. Hay là hôm nay mình chơi lớn nha. Kiểu như mình thử thách bản thân coi.
mình sẽ đi tìm ba vị thần canh gác khu rừng và sau đó mình thu phục cả ba luôn. Ui, cái thử thách này là hơi bị căng luôn đấy. Tại vì để tìm đủ ba vị thần canh gác khu rừng thì rất là khó ha. Mà mỗi vị thần thì lại cực kỳ khó bắt nữa. Được, được này, thử thách này hay này. Rồi, trước tiên thì mình sẽ cố gắng thu phục Tabulele trước đi ha. Ồ, kế bên có em cá sấu kìa. Ui, hôm qua mình mới nhắc tới em Pokemon cá sấu, bữa nay gặp luôn. Em đang theo dõi mình bắt vị thần giám hộ khu rừng nè. Nếu mà mình bắt không thành công thì chắc mình sẽ chuyển sang mình bắt em cá sấu này nè. Nhưng mà trở lại với vấn đề chính là bắt vị thần Tabulele này, tới hiện tại chúng ta đã trải qua 51 lượt. Cái này là lần thứ hai rồi, lần đầu thì cũng 30 mấy lượt á. Nhưng mà không có bắt được. Công nhận một điều là mấy vị thần giám hộ khu rừng á rất là khó tính luôn. Kiểu bắt mãi mà không được ấy. Chắc mình không phải là người được chọn rồi. Ví dụ mình là người được chọn thì mình tung một quả là lụm rồi. Chứ đâu mà phải trải qua 50 mấy lượt quánh mấy em Pokemon của mình bầm dập hết luôn rồi. Oh no. Vì là chúng ta mất cả đống bóng chứa nhưng mà không có thu phục được vị thần Tabulele ha. Khá là tiếc ấy. Thôi thì mình sẽ bắt tạm em cá sấu này về đội đi ha. Không bắt được vị thần giám hộ thì bắt em cá sấu vậy. Em này thì mình nghĩ là nên dùng một quả level ball. Em thua cấp nhiều lắm. Để xem level ball có được hay không nha. Em cá sấu. Ồ, chịu luôn. Được nha, vậy thì hôm nay anh sẽ luyện cấp cho cưng nha. Ê, chúng ta đã có thành viên cá sấu rồi. Em thì chưa có tiến hóa đâu. Nên mình phải gán luyện cho em thêm một tí nữa để em trở thành dạng cuối cùng. Có tên là Crocodile á. Wow, đeo mắt kiến đâu nhìn xịn thiệt cả chứ. Rồi, đi luyện cấp thôi. Ừ, nhiều khi mình đi luyện cấp trong cánh rừng ấy, mình lại hên thôi, mình gặp lại mấy vị thần giám hộ thì sao. Ui, nữa nè. Thiệt. Trời đất ơi, vị thần mình đâu mà núp ở trong đây vậy. Nhưng mà bóng chứa của mình hiện tại thì nó hơi bị hạn chế ấy. Đây là Tabu, Bulu, hệ cỏ với lại hệ tiên. Giờ mình chụp hình trước đi. Hy vọng là chụp hình thì sẽ tăng nhân phẩm mình lên ha. Rồi. Chuyện tâm linh không có đùa được đâu. Tiếp tục là đưa mấy em tăng cơ vô để chúng ta thử thách bắt vị thần giám hộ khu rừng nè. Như thường lệ thì mình sẽ cho Katana vào để phone sweep trước ha. Kéo đĩa máu của vị thần canh gác khu rừng trước đi. Wow, còn có kỹ năng hồi phục nữa hả? Khó chơi rồi. Ủa? Ôi, mình bị cái gì rồi? Mình không được đổi Pokemon luôn kìa. Ủa, vụ gì vậy? Bình thường thì mình cũng có thể đổi Pokemon hoặc là mình rời trận chiến mà. Lần này thì mình không được quyền lựa chọn đổi Pokemon hoặc là rời trận chiến luôn. Được, vậy thì mình sẽ dùng hết 100 quả Ultra Ball mà mình có này. Để coi có thu phục được Tabulu hay không á. Đây là vị thần thứ hai mà mình gặp trong ngày hôm nay nè. Vị thần bảo vệ khu rừng đầu tiên là chúng ta đã thất bại rồi đó. Hy vọng lần này chúng ta sẽ thành công ha. Vị thần đã về đội chúng ta rồi. Tabulu. Và với kinh nghiệm bắt được Tabulu cũng vừa đủ để cho em cá sấu của mình tiến hóa. Một công đấu chuyện. Ui, cái tướng em tiến hóa nhìn ngầu chưa cơ. Wow. Giờ thì em đã trở thành Crocodile mặt ngầu. Em có đeo một cặp mắt kiến kìa. Đúng không ta? Hay là tại mắt em có quầng thâm đen vậy? Đúng không nhờ? Cái đen đen này là mắt kiến của em đúng không? Thôi em còn cạp cạp gì nữa kìa. Ui, đừng có cạp cạp anh. Giờ thì chúng ta cùng nhau xem vị thần đầu tiên mà chúng ta chinh phục được nào. Vị thần này thì có chỉ số. Ồ, mình biết rồi. Vậy là không phải vị thần nào cũng có chỉ số tốc độ quá cao đâu. Chắc hồi nãy mình dùng sai bóng chứa nên bắt Tabulele không thành công đấy. Vậy là mình phải đầu tư thêm nhiều Ultra Ball rồi. Oh no. À, trong lúc chờ đợi chế tạo thêm mấy quả bóng chứa mới thì gần đây có một
Em bót xì gió. Được á nha, xúc luôn thôi. Bữa nay thì mình sẽ cho Toxic City vô trận bữa ha. Đây đây, Gigantamax lên liền. Ngán rồi thì nói nha cưng. Bị tê liệt rồi. Cứ thế mà quánh thôi. Yêu. Ê rồi. Màn 2 cánh 1. Action, vô. Scizor. Ném mùi ngọn lửa của Charizard nè. Nãy là chỉ là nháp thôi, xé nháp thôi nhá. Giờ mới thiệt này. Ừ mà để sắp tới mình gán tìm cái em Scizor này nhờ. Mình có em Scizor đó dùng để bắt mấy Pokemon. Cũng ok lắm á. Kiểu như cho em học Phone Sweep đồ. Ừ nhờ. Giờ thì mình mới để ý em cá sấu khi đứng lên kiểu sẽ có thêm cái hệ bóng tối ấy. Hay phết nhờ. Học được cả một kỹ năng hệ rồng này. Không ngờ em Crocodile cũng được phết đấy nhờ. Ủa? Nhưng mà bình thường em cũng là hệ bóng tối với hệ đất mà. Quê. Quê thế nhờ. Người nhà quê thiệt luôn á. Thôi không sao. Giờ mình chế tạo mấy cái bóng chứa để đỡ quê hơn đi. Chiến này thì mình đã tăng độ tự tin gấp đôi rồi. Số lượng bóng chứa như vậy mà bắt không được nữa thì thôi luôn á. Lần này thì mình rút kinh nghiệm á. Nếu như mà mình gặp Tabu le le á, thì mình sẽ không dùng Fast Ball nữa. Mình sẽ dùng Ultra Ball đi. Giống như mình bắt Tabu Bulu vậy đó. Dùng Ultra Ball cái gì mà nó lại hiệu quả đấy. Kiểu nhỏ em đó mà có chỉ số tốc độ không quá cao thì vẫn bắt dễ hơn á. Rồi, kế hoạch mới đã được đề ra rồi. Giờ thì đi tìm thôi. Ví dụ mình triệu hồi Tabu Bulu thì... Ồ, mình có thể cửa vào bay nè. Wow, hay nha. Đúng là vị thần canh giữ khu rừng mà. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đã vậy còn có skill kiểu như là... làm cho kiểu như mấy Pokemon khác hoảng sợ, không có dám kiểu như là khiêu chiến với mình á. Trong tự nhiên có một vài... em Pokemon kiểu như giang hồ lắm. Mình mà đi ngang cái là cà khịa liền. Nhưng mà có cái hiệu ứng này thì mấy Pokemon đó sẽ không dám cà khịa ha. Rồi và thường thường thì Tabu, mấy vị thần Tabu sẽ xuất hiện ở bên trong cánh rừng á. Nên mình nghĩ là mình nên đi sâu hơn vô trong cánh rừng đi. Thì chắc sẽ dễ gặp hơn. Tabu Coco. Lần này là vị thần Tabu Coco xuất hiện. Đây 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 đúng không? Chính xác luôn. Wow, vị thần này thì là một Pokemon hệ điện cũng như là hệ tiên á. Hệ điện hả? Lần trước mình dùng Fastball đã không thành công rồi. Nhưng mà lần này thì mình lại có niềm tin với Fastball nha. Nhưng mà trước tiên thì để mình chụp hình Tabu Coco lại cái đã. Vị thần Tabu Coco quay mặt lại đi. Hay hay. Quay mặt lại làm kiểu ta chụp phát này. Hello. Làm nhiếp ảnh gia thì cho người ta chụp phát nào. Có tính thế nhờ. Rồi nha, chụp được ảnh Tabu Coco rồi nha. Giờ thì xúc luôn thôi. Lần này thì mình sẽ cho hai vị thần quánh nhau đi. Đây, để coi vị thần nào sẽ giữ dằn dện hơn. Giỡn mặt hả Tabu Coco. Ô, Tabu Coco có kỹ năng gì hồi phục gớm vậy? Hồi phục khó chịu nha. Thôi thôi thôi, không nên tấn công nữa đâu. Bây giờ chắc chúng ta nên chuyển sang tung bóng chứa đi. Tabu Coco Fastball. Chuyến này Fastball đã tăng số lượng lên rồi. Hơn 100 quả đấy. Để xem coi Tabu Coco có chịu về đội hay không nhá. Thành công. 40 mấy quả thôi, xương xương 40 mấy quả ha. Là lụm Tabu Coco về đội. Kiểu mình có duyên với Tabu Bulu hay sao ta. Lần trước á thì bắt Tabu le le hụt cái gặp Tabu Bulu. Bây giờ bắt được Tabu Coco vẫn gặp Tabu Bulu à. Không hiểu luôn. Rồi và mình sẽ đưa Tabu Coco vô đội hình luôn ha. Để một xíu mình cho Tabu Coco chiến đấu nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ coi Tabu Coco có nhiều dạng không. À chỉ có dạng thường với Shiny thôi ha. Còn tốc độ. Trời ơi, tốc độ cao như vậy. Tốc độ 196 luôn mà mình dùng Fastball tới tận 40 mấy quả mới bắt được đấy. Công nhận mấy vị thần cánh gác khu rừng này khó tính thiệt. Đây là Pokemon Machamp nhưng mà là dạng Shiny. Trời. Được đấy nhờ.
Đằng kia cũng có bot. Aerodacty. Ghi cấp ultimate luôn hả? Được được được, mình sẽ cho Gigatina vô. Vô xúc 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 xúc. Được lắm, Aerodacty. Mình sẽ gán đánh bại em này để lấy viên Mega ha. Hợp lý nè. Cày tê nhờ. Đang đánh boss thì văng game nữa chứ. Khổ thế chứ lì. Mà trong khi em đó là cái em mình chưa có viên đá Mega nữa. Cây nhân 2. Ở đây có Machoke hả? Machoke mình bắt rồi. À đúng không ta? Machoke. Nè trong đội hình mình có một em Machoke rồi. Tiếc thế. Không là mình nãy mình có được cái em Macham dạng tiến hóa của Machoke mà shiny luôn rồi. Đen thế là cùng rồi đó. Mà thôi đi, mình sẽ bắt thêm một em này nữa. Tại vì em cấp 30 mấy, mình sẽ đỡ cày cấp hơn. Ui, em khoe cơ bắp với mình kìa. Em khoe cái gì, lo về mà đổi của anh nè. Khoe khoe. Này, khoe cơ bắp hả? Bắt em luôn, cho em khỏi khoe. Khoe đi. Khoe nữa đi bé. Bắt dễ đổi luôn á. Rồi, cho em vô rồi đi luyện cấp thôi. Ủa, gần nhà mình cũng có một cái chỗ ngôi đền nè. Wow, đã gì ta. Nhưng mà tiếc là bây giờ mình vẫn chưa có cái quả GS Bone. Sao mình tìm cái đó khó thế nhờ. Người ta tìm GS Bone mấy kim tự tháp là có rồi, mình tìm mãi chả có. Ảo thiệt đây. Thôi thì mình sẽ gỡ gạt nhân phẩm lại, nãy chắc hơi xui nên mình sẽ đập mấy khối này để thử vận may ha. Rốt cuộc cái nó cho mình cái xô xách nước để đi làm nông dân hay sao á. Không hiểu. Ui da. Ui trời trời đất ơi. Hú hồn chim én. Ui gì có nên buồn hay là nên không vui ta. Đây là Moonreliner. Ồ, là người kiểu như giải kỹ năng hả? Ui, giải free luôn. Ý, Rayquaza mình sẽ cho học skill Extreme Speaker. Đây, cái này dùng để kéo đĩa máu. À, được lắm nè. Một bé học được kỹ năng nha. Rồi em Reninja của mình học kỹ năng Water Shuriken. Ui giời. Raiden thì mình sẽ cho học kỹ năng Bresibise Blast ha. À, học kỹ năng liền. Quá dữ luôn. Kiora thì học kỹ năng Origin Push nha. Mình thấy ở đây nó có kỹ năng Dynamic Cannon này. Được nhờ. Cho Eternatus học luôn. Toxic City mình có kỹ năng gì? Ok Loud. Trời, nhiều kỹ năng vậy. Wow, em Toxic City mình quá trời kỹ năng để mình có thể lựa chọn luôn. Shockwave đi, kỹ năng này sẽ không bao giờ hụt nè. Nó ghi cái thông tin ở dưới á. Đấy cũng ok là đấy. Charizard thì chắc mình sẽ cho thêm một kỹ năng hệ rồng vô đi nhờ. Được đấy. Mình sẽ cho em học kỹ năng vuốt rồng đi. Rồi, ổn map rồi đó. Tự nhiên mình gặp được cái bác này, học được cả đống kỹ năng mới cho mấy em Pokemon luôn. Mà toàn kỹ năng đã không à. Em này là Pokemon gì mà có cái đuôi nhìn dài đẹp vậy? Hệ bóng tối. Ồ, cho Raiden đi. Raiden nãy mới học được kỹ năng mới, hơi bị đã luôn. Vô test thử nhá. Thôi nào, sẵn tiện coi thông tin em này nha. Em này có tên là Thievu ha. Em giống như một con cáo vậy. Rồi. Và kỹ năng mới của Raiden có vẻ khá là khỏe luôn. Được nha. Em cáo này nhìn hơi ranh ma nha. Nên mình sẽ bắt luôn đi. Được á. Mình sẽ đặt em này là cáo biệp. Nhìn mặt khá là biệp bợm luôn. Rồi. Trời, cáo biệp nhưng mà bắt phát được luôn nè. Không biệp tí nào. Được nha. Sẵn tiện thì gần làng nên mình sẽ đi vô kiểm tra thử coi. Chủ yếu là vô mình thăm chị y tá ý mờ. Đâu rồi, nhà chị y tá đâu? Đây đây, nhà chị y tá đây. Ủa lần này thì
Ôi không có chị tá nhà rồi. Ý, tính ra bay dướng đầu cây cũng có cái lợi nha. Nhờ bay dướng đầu cây mà mình phát hiện ra gần đây có Yveltal. Được thiệt sự. Không chần chờ gì, chúng ta cùng nhau bắt Yveltal thôi. Rồi, khi chiến thành công rồi ha. À, nhưng mà mình sẽ tấn công Yveltal trước một cái bằng vuốt rồng nè. Mới học. Wow. Với Yveltal thì mình sẽ tin tưởng dùng một quả phát bon nha. Nói chung thì cứ Legendary hoặc là mấy em xịn xịn thì cứ Fastball, Ultraball mà tung thôi. Liệu rằng... Ui! Quả Fastball đầu tiên suýt nữa thì bắt được Yveltal rồi. Được nha, có tiềm năng đó. Ui! Mình tung có đúng 3 quả thôi. Là mình đã bắt được Yveltal rồi. Này! Ui! Nhân phẩm cao rồi. Ừ, bây giờ mình sẽ chuyển sang mình cải cấp cho em nào giờ nhỉ? Machoke của mình bây giờ vẫn chưa tiến hóa nữa. Như vậy thì Machoke sẽ tiến hóa theo một cách khác rồi, chứ không phải là cải cấp để tiến hóa đâu. Oh no. Đó. Hậu quả của việc dân game là chúng ta không có được dạng tiến hóa của Machoke rồi. Su thiệt. Thôi bây giờ mình sẽ đưa Machoke vô trong đi. Wow rồi. Vô trong đi. Đưa Yveltal ra. Cười thử. Đây nha, Yveltal nha. Thích nha. Ôi và gần đây còn có một hội quán này. Được quá ta. Hay là nhân dịp này mình vô mình kiểu như khiêu chiến với hội quán này luôn nha. Nhưng mà để mình coi chủ hội quán này có trưng bày huy hiệu ở dưới không. Có vẻ là không có trưng bày huy hiệu rồi. Chủ hội quán gì kỳ vậy. Hội quán thì to đó mà không trưng bày người ta biết để người ta. Ví dụ người ta có huy hiệu rồi người ta né ra chứ không gì hết. Ok, vô xúc đi ha. Bữa nay thì mới có Yveltal đó, mình sẽ cho Yveltal vô chiến đấu luôn. Tyranita. Ui, căng rồi. Keo này căng. Mới vô thì mình sẽ cho Yveltal đề 3 trước. Trời, Tyranita. Dynamax lên nữa. Hồi nãy thì đội hình của mình kiểu nó chưa được cân bằng so với chủ hội quán cho lắm. Nên bây giờ mình đã thay đổi một xíu ha. Mình sẽ đưa bộ ba thời tiết vào trong cùng với hai thành viên trong bộ ba XYZ và thêm một em rồng Eternatus nữa để coi với đội hình mới này thì chúng ta có chiến thắng được chủ hội quán này hay không nha. Rồi mới vào thì mình sẽ cho Rayquaza vô trước nha. Không biết có chịu nổi một hit của Tyranitar hay không này. Biết gì mình không nói được rồi. Mình nói cái em đi luôn à. Chắc xui thôi. Rồi, giờ thì tới Kyurem ha. Hy vọng là Kyurem sẽ có một màn thể hiện tốt hơn. Ui. Tốt hơn Rayquaza một xíu nhưng mà cũng bị trọng thương rồi. Chỉ mới kéo rẽ được nửa máu của Tyranita thôi. Trời ơi. Mình đã thiệt thòi rất là nhiều rồi. Này thì dám ăn hiếp hai thành viên của bộ ba thời tiết hả? Chưa nha cưng. Ngán rồi thì nói nha cưng. Rồi giờ thì tới Gigalith hả? Được, Gigalith chứ gì. Gigalith nè. Còn 3% máu. Quýu liền. Test kỹ năng mới luôn. Quýu liền. Sao mà đỡ được. Tiếp tục là Kabutop à. Giỡn mặt hả Kabutop. Ăn hiếp mấy thành viên cũ của tôi đi. Trả giá liền. Corsola nè. Quá ghê gớm á. Raoden đang gánh tem. Rồi. Dùng kỹ năng mới thêm một lần nữa. One shot luôn. Ui. Mạnh thiệt sự. One shot cái nữa được không? Ui lần này one shot không nổi rồi. À kỹ năng này không tác động được tới Sorok à. Vậy thì đổi thành viên cho Yveltal vô đi. Nãy giờ Yveltal chưa có thể hiện nhiều nè. Vô bé ơi. Ơ kìa. Nhỏ mới vô mà quýnh nhỏ còn có 15 máu à. Chết tiệt. Dynamax lên.
Bự lên em. Quậy đi. Này thì dám mới ăn hiếp Yveto hả? Vậy chúng ta chiến thắng rồi. Và thật tuyệt vời. Chủ hội quán này cho mình một cái huy hiệu đá. Nhưng mà cái huy hiệu này nhìn khá là lạ luôn. Hình như trong bộ sưu tập của mình chưa có cái huy hiệu này thì phải. Được nha. Nói chung thì rất là cảm ơn chủ hội quán vì cái huy hiệu này. Và còn tuyệt vời hơn là gần đây còn có một ngôi làng nữa chứ. Hy vọng làng này thì sẽ có chị y tá ha. Ghé vô thử coi chị y tá có nhà không. Có không? Ồ, có chị y tá nha. Trời ơi quá. Ê. Rồi luôn. Buồn của Lộc luôn. Ôi giận ơi. Đi. Mình tưởng mình là người đầu tiên tới thăm chị y tá nhưng không. Đã có kẻ hất tay trên rồi. Mình không muốn làm kẻ thứ ba đâu. Đi. Giận ơi. À đúng là quan gia ngõ hẹp. Hồi nãy dân game khi mà gặp Aerodacty bây giờ lại gặp tiếp này. Lần này thì mình sẽ cho Rayquaza vô đi. Hi. Vô. Ui khiêu chiến hụt rồi. Lẹ 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 lẹ. Kéo lại bay mất đấy. Rồi khiêu chiến thành công. Vô vô. Test kỹ năng mới nha. Extreme Speed nè. Ui nhưng mà không rỉa được nhiều máu cho lắm. Vậy thì mình nghĩ là nên dùng Raygun Dance đi. Ơ, chưa kịp Raygun Dance nữa. Cay thế nhờ. Để Kyore vô. Không sao. Kyore lo được. Mình tin tưởng em. Nó nửa cây máu sương sương liền. Ui ui ui. Ẩu rồi đó fan. Rồi rồi, thích như nào. Ôi suýt nữa thì Kyore làm được rồi. Rồi giờ thì chắc mình sẽ đưa thành viên mới. Hay là Sonic nha. Ừ Sonic cũng được. Đưa Sonic vô đi. Đây nha, cho Sonic Dynamax luôn nha. Lụm cục kẹo. Em Aerodacty nào. Đó, quýnh mà rung màn hình luôn. Quá ghê gớm. Thêm một đòn nữa nè. Đấy, Sonic đã làm được. Rồi và chúng ta sẽ được một viên Mega cho Aerodacty luôn. Trời, em khủng long bay của mình sắp được tiến hóa Mega rồi. Em đâu. Đưa bộ ba thời tiết vô trong trước đi. Mình sẽ kêu cái em khủng long bay mình vô cái đã. Khủng long bay đây. Thích nha, được Mega luôn nha. Cho em Mega luôn. Đây, đưa em ra. Tại vì hình dạng Mega của cái em này nhìn cũng khá là đẹp ấy. Nên mình sẽ cho em Mega luôn ha. Gặp được cái em Aerodacty rồi, giờ cho gặp em Macham nữa đi. Để tôi gỡ lại coi. Diaga xuất hiện trong một cái chỗ đánh boss. Really? Diaga. Đâu? Ở cái vùng Extreme Hill này. Tức là cái vùng đồi núi này này. Wow. Diaga xuất hiện trong cái den này. Mình phải bắt thôi. Nhưng mà mình phải chuẩn bị một em Pokemon nào thiệt là mạnh để đánh với Diaga nè. Đánh với em Diaga thì mình nghĩ mình nên đưa Eternatus vô. Mình tin tưởng Eternatus. Mới dạy cho em kỹ năng mới mà hơi bị xịn. Không tin sao mà được. Vô nha. Lần đầu mình đánh nhau với Diaga Boss nè. Đã nha. Test kỹ năng mới luôn. Dynamax Cannons. Để xem. Trời ơi, mấy đồng đội của mình giật máu không phanh rồi. Nhưng mà mình sẽ gánh tem được. Mình tin tưởng em Eternatus. Nhưng mà coi cái lượng giáp phòng ngự của Diaga kìa. Quá trời quá đất luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gì mà nhiều giáp phòng ngự vậy? Đòn quyết định nè. Eternatus. Được hay không? Thành công. Yes. Được rồi. Và để bắt cái em Diaga này thêm một lần nữa, mình có nên dùng quả Bark Ball không? Chứ bắt bằng kiểu như là Heavy Ball thì mình không chắc chắn là sẽ bắt được đâu.
Mà em này cũng là hàng hiếm nữa. Một quả backbone là hợp lý ha. Vô. Lụm thôi. Dùng bóng này là không có trượt đi đâu được. Mình phải chơi kiểu chắc cú thôi. Và đương nhiên rồi, cấp độ boss là 5 sao. Thế nên cái thanh Dynamax level là cấp cao nhất luôn á. Quá đã, quá đã. Vậy là sắp tới mình có tới tận 2 Pokemon Diaga trong máy tính luôn. Rồi rồi, tới công chuyện luôn. Diaga, sub boss combo nào. Vô, Dynamax lên coi. Xương xương coi bao nhiêu máu nhá. Hiện tại là 250 máu. Dynamax lên, gấp đôi máu liền. Wow, 450 máu, gần 500 máu luôn. Ok, mặc dù không có bắt được Machamp, nhưng mà ít mình cũng kiểu như là bắt được xương xương đâu đó. Cái em Diaga, cái gì Pokemon sáng sáng tào tào gì ý mờ. Làm gì đấy. Mặc dù hôm nay mình không có hoàn thành được thử thách, đó chính là chinh phục hết tất cả các vị thần bảo hộ khu rừng, nhưng mà mình lại có những cái phần thưởng phụ, đó chính là một em Diaga trong một chỗ đánh boss, một em Evoltal Pokemon thứ hai trong bộ ba XYZ, và một viên Mega cho em khủng long bay nữa. Như vậy thì mình cũng thấy khá là vui rồi. Nhưng mà cái thử thách thu phục những cái vị thần bảo hộ trong khu rừng thì mình sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sắp tới thôi. Và cũng như mình sẽ gán chụp thật là nhiều bức ảnh của những em Pokemon khác nhau nữa ha, để chúng ta kiểu như tha hồ mà làm kỷ niệm luôn. Quá là đã. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi may mắn ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá tuyệt vời kế tiếp cùng với Châu Thi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. We'll be right back.